Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cả channel của Ben. Đây là nơi Ben chia sẻ các kinh nghiệm vẽ trên iPad của mình. Mới hôm trước thì Ben có post ở trên Instagram và TikTok của mình một cái đoạn video mà Ben vẽ Angry Bird mà nó nhìn rất là giống với cả cái hiệu ứng của tranh sơn dầu. Thì có nhiều người hỏi là đây là cái app nào, thì hôm nay Ben sẽ giới thiệu cho mọi người cái app đó. Và cái app đó có tên là AdSet. Cái logo nó ở đây. Thì hiện tại cái AdSet nó không bắt buộc phải trả tiền khi mà bạn download, thế nhưng mà để sử dụng được hết tất cả các cái công dụng của nó, các cái công năng của nó, các cái bút cọ của nó thì các bạn sẽ phải trả cái số tiền chỉ một lần thôi, đó là 219.000 đồng. Thì sau khi trả cái đó xong thì mọi người có thể dùng cái đó vĩnh viễn và sẽ không bao giờ phải mua thêm và các bạn sẽ không bao giờ phải bỏ thêm tiền để mua thêm cọ hay là gì cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử xem là cái app AdSet này nó có những cái công dụng như thế nào nha. Khi mở AdSet ra thì các bạn sẽ có một cái giao diện, đó là một cái library. Thì đây chính là nơi mà nó sẽ cất giữ tất cả những cái artwork của mình. Và cái mặt này thì nó sẽ không có cái gì nhiều, không có nhiều các cái nút phức tạp cho lắm. Thì ở phía bên này thì nó có phần chấm hỏi ở đây, thì là để cho mọi người có thể đọc thêm về cái cách sử dụng của cái app này. Nó hướng dẫn rất là đầy đủ về các cái, chẳng hạn như là bảng màu, các cái bút cọ ra làm sao. Còn ở ngay phía bên cạnh đó thì có một cái hình đồng hồ. Thì khi mà ấn vào đồng hồ đây thì các bạn sẽ thấy được tất cả những cái version mà các bạn đã vẽ từ khi mà các bạn download cái app này. Thì Ben có thử rất là nhiều và cũng đã vẽ thử một số. Tiếp đến ở phía này thì là những cái thanh công cụ, cái thanh công cụ mà để mọi người edit những cái artwork của mình, chẳng hạn như là cái artwork này. Thì khi mà ấn vào cái artwork đó thì mọi người có khả năng là nhân đôi nó lên, hoặc là mình export nó ra một chỗ khác, chẳng hạn như là chuyển qua điện thoại chẳng hạn, hoặc là mọi người có thể play lại, xem lại cái quá trình vẽ timelapse của mình và mọi người có thể xóa đi. Ở phía bên góc bên phải thì mình có hai cái nút, đó là cái nút này là để mọi người có thể cho ảnh mà các bạn có ở trong cái album của cái iPad của các bạn vào trong này. Hoặc là cái dấu cộng ở đây thì chính là cái mà để mọi người chọn cái canvas, cái trang giấy để mình vẽ. Thì ở đây có một số cái setting người ta đã cho sẵn cho mình, chẳng hạn như là cái này là 6 megapixel thì nó sẽ cho phép các bạn vẽ 46 cái layer. Hoặc là cái dưới này là 13 megapixel thì số layer nó sẽ phải giảm đi, tại vì cái file này nó nặng lên, thì là 16 với layer chẳng hạn. Và cứ thế như thế, nếu như mà cái lớn nhất mà người ta cho là 35 megapixel thì các bạn chỉ có thể vẽ được là 2 layer thôi. Hoặc là mình có thể theo size giấy là size A4 hoặc là size A3. Bên cạnh đó thì nếu như mà mình không muốn sử dụng những cái setting có sẵn này của họ thì mình có thể vào custom size ở đây. Thì mọi người cũng có thể chỉnh sửa cái thông số của mình dựa theo điểm, hoặc là theo pixel, hoặc là theo cm, hoặc là theo inches. Nút thứ ba thì là cái nút để cho mọi người có thể chọn cái loại giấy hoặc là loại vải cho cái canvas của mình. Thì chẳng hạn như là bây giờ mình sẽ đi thẳng vào một cái tranh bất kỳ nào đó để Ben có thể giới thiệu thêm về những cái công dụng của cái app này nha. Bây giờ Ben sẽ chọn một cái, chẳng hạn như là cái canvas, cái vải canvas đây. Đó, và khi mà các bạn mở được ra thì nó sẽ cho các bạn ngay một cái canvas mà với cái bề mặt của cái vải canvas đó. Nếu như mà zoom vào thì các bạn sẽ thấy rõ nó ở đây. Không biết là qua cái màn hình này mọi người có thấy rõ không, nhưng mà nó sẽ chính xác như là một cái vải canvas vậy. Thì ở phía dưới này là cái chỗ họ có cho sẵn để cho mình chọn bút. Thì khi mà ấn vào đây thì tự động các bạn sẽ có một cái library, một cái thư viện, những cái loại cọ mà họ cho sẵn ở đây. Thì ở phía brushes, cái phần phía trên này này, cái phần phía trên này chính là những cái brush mà để cho mình tiện sử dụng, nghĩa là mình thích cái nào thì mình cho lên cái khu vực này để cho nó tiện lấy cho mình ạ. Nếu như mà các bạn chỉ sử dụng, chẳng hạn như là thích dùng marker và bút chì thôi chẳng hạn, thì chúng mình sẽ bỏ những cái còn lại đi để cho nó gọn, bằng cách là kéo nó ra giữa là mọi người có thể bỏ được cái đó đi. Thì đây chính là cái chỗ mà nó sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Thì cho nên là mình có thể để những cái loại cọ mà mình hay dùng nhất cho cái tranh này chẳng hạn ở đây, để cho mọi người dễ thao tác và lựa chọn. Và khi xuống dưới đây thì nó sẽ đi sâu hơn vào những cái loại cọ mà cái app này nó cung cấp cho mình. Thì ở phía đầu tiên người ta sẽ chia ra thành các công dụng khác nhau, những cái loại bút khác nhau. Khi mà ấn vào thì các bạn sẽ ra được thêm những cái hiệu ứng mà
có thể dùng được với cả cái loại cọ đó, chẳng hạn như là cái phần blend. Phần blend ở đây thì là chẳng hạn như là những cái cọ mà mình dùng để thán màu đó, những cái cọ mà mình dùng để cho nó hòa màu nó ra, hòa màu cho màu nước này, hòa cho những cái màu không phải không chỉ riêng màu nước mà cho những cái loại màu mà nó dạng lỏng chẳng hạn. Và tiếp theo phía dưới đây thì chúng ta sẽ có eraser. Eraser thì nó cũng chỉ có một loại eraser thôi, thì nó sẽ dùng được cho tất cả các loại cọ. Mình dùng cái này thì mình sẽ xóa những cái nét mà mình không muốn đi. Và cái mục thứ hai chẳng hạn như là pen. Pen thì mình có bút bi, bút dạ, hoặc là bút dạ nét to. Tiếp xuống dưới thì chúng ta sẽ có pencil. Pencil thì chúng ta sẽ có pencil chẳng hạn như là 3B, 4B, 5B. Phía dưới này chúng ta sẽ có phấn, chalk. Ở chalk này thì cũng sẽ có nhiều cái hiệu ứng khác nhau, nhiều loại texture của cái loại phấn đó. Phía dưới nữa thì là pastel, watercolor. Về màu nước thì mình cũng sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn khác nhau, chẳng hạn như là màu nước mà nó mịn này, màu nước mà nó sẽ có độ tràn màu, và cái mình gọi là gì nhỉ, chẳng hạn khi nào mọi người vẽ màu nước thì mọi người sẽ thấy là ngoài những cái phần mịn mịn ra thì sẽ có những cái chỗ mà nước nó tụ lại với nhau đó, thì họ cũng có cái hiệu ứng đó ở đây luôn. Oils là những cái cọ dầu, thì đây là cái cọ mà Ben sử dụng cho cái tranh Angry Birds của mình đó, thì nó sẽ làm cho cái bề mặt của cái cọ đó nó sẽ khô lên, như kiểu chẳng hạn như là mình vẽ bằng sơn dầu thật, nghĩa là cảm giác như là cái miếng dầu mình vẽ nó nhiều á, thế nên là nó bị phồng lên. Calligraphy, những cái cọ để viết chữ. Line cũng có rất là nhiều dạng line, chẳng hạn như là line mà chỉ có cái viền ở xung quanh và ở phía trong thì là rỗng chẳng hạn, hoặc là line mà nó kiểu siêu mảnh thì cũng có ở đây, fine point. Và còn rất là nhiều những cái cọ khác. Nói chung là mình cảm thấy là với 219.000 mà mình bỏ ra thì mình được sử dụng từng này cọ, mình thấy cũng rất là kiểu tiết kiệm mà nó cũng xứng đáng với cả cái giá của nó. Thì bây giờ chúng mình sẽ thử đi vào một số cái cọ để xem là nó sẽ có những cái hiệu ứng như thế nào nha. Bây giờ Ben sẽ sử dụng những cái cọ mà nó sẽ, những cái cọ mà cho tới thời điểm này, nếu như mà không phải dùng cái asset này mà khó có thể thực hiện được, chẳng hạn như là những cái cọ như là cọ sơn dầu hoặc là cọ nước chẳng hạn, thì những cái hiệu ứng mà để làm sao mà nhìn ra là mình như là vẽ trên giấy chứ không phải là vẽ trên iPad, thì mình sẽ sử dụng những cái cọ có cái hiệu ứng đặc biệt như vậy, thì nhìn nó sẽ biết được chính xác hơn là cái app này mà mình trả 219.000 thì nó có đáng hay không nha. Và trước khi vào cái phần vẽ thì ở phía bên này thì mình có cái chấm tròn ở đây, thì chấm tròn ở đây là cái chỗ để mọi người có thể chọn màu. Ok, bây giờ Ben sẽ sử dụng lại cái cọ sơn dầu như hôm trước mà Ben có sử dụng nha. Thì ở trong này thì có rất là nhiều cái loại hiệu ứng cho cái sơn dầu đó, chẳng hạn như là cái sơn dầu mà nó hơi khô chẳng hạn, sơn dầu mà nó nhiều nước chẳng hạn, sơn dầu mà nó chẳng hạn như là mình dùng cái cọ mà nó thưa thưa, sau đó mình nhúng vào cái bảng màu đó xong rồi mình quẹt lên thì nó sẽ thành ra những cái nét nó bị vỡ như này. Thì chẳng hạn như là cái oil paint lumpy đây thì nó có nghĩa là cái sơn dầu này nó hơi nhiều dầu một chút, nó hơi nhiều màu, và khi mình vẽ lên thì nó sẽ tạo thành một cái lớp nó đặc, cho nên là mình sẽ thử xem sao đó. Để zoom vào mọi người có thể thấy là cái texture nó rất là đúng với cả cái texture mà mình vẽ ở ngoài đời đó, thấy không? Và khi mà bạn đè lên chẳng hạn, bây giờ thử dùng một cái màu khác đè lên nha, màu vàng đi, thì đó các bạn cũng sẽ thấy ngay là cái kiểu đúng là màu dầu, thì cho nên là mình không thể là mình đè cái màu đó lên ngay được mà nó sẽ bị trộn vào nhau, nó sẽ cảm giác như là cái màu này đang bị pha vào nhau, mình đang trộn nó lên cùng nhau vậy đó. Thì sẽ có những cái chỗ mà nó rất là vàng, những cái chỗ mà nó rất là màu đỏ, vẫn còn nguyên màu đỏ tại vì nó nhiều dầu quá, còn những cái chỗ mà nó đã được hòa với nhau rồi thì nó sẽ trở nên thành cái màu cam với cả màu vàng đục đó. Nên là mình thấy nó rất là ấn tượng cho tới thời điểm này. Ok, bây giờ sẽ thử một cái bút khác nha. Mình sẽ thử dùng bút màu nước đi xem nào. Ok, xong trong watercolor thì Ben sẽ sử dụng cái smooth, cái mịn trước nha. Mình sẽ dùng cái màu khác để nhìn cho nó dễ hình dung. Màu tím này. Đó, mọi người thấy không? Đúng là kiểu màu nước, sẽ có những cái chỗ đậm nhạt,
những cái chỗ mà nếu như mà mình đè nó vào cùng một chỗ như này thì sẽ như kiểu nước nó tụ lại ở đây đó. Thì đối với cả những cái bạn mà Ben cảm thấy nếu như mà sử dụng bút màu nước mà hay vẽ fashion illustration á, thì cái app này sẽ tạo được đúng cái hiệu ứng mà mình vẽ màu nước ở trên giấy. Thử một màu khác xong mình đè lên xem sao nha. Màu xanh này đi. Đó, thì các bạn cũng sẽ thấy là tại vì nó là nước thì cho nên là những cái chỗ mà nó chưa khô á thì nó cũng sẽ không lên được màu xanh mấy. Thế nhưng mà mình chỉ cần vẽ đầy đầy một xíu thôi thì ở cái phần cạnh đây mọi người cũng sẽ thấy ngay được là cái màu xanh này nó đang bị trôi, nó tràn về cái phía cạnh này và nó làm cho cái phía cạnh của cái màu tím này nó đậm lên theo cái tông xanh. Thấy rất là, mình thấy rất là đẹp. Thử một cái loại mực khô nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử sang pastel chẳng hạn, màu sáp. Mình sẽ dùng cái màu mà nó hơi vỡ một xíu. Ok, đổi màu sang màu xanh lá cây. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ đúng kiểu bị vỡ dựa theo cái bề mặt của cái pastel này, của cái vải canvas này. Còn bây giờ mình thử trộn thêm màu da cam vào. Thì các bạn có thể thấy đấy, đó là tại vì cái màu pastel thì nó sẽ là cái dạng nó khô cho nên là nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi nước. Thì cho nên là khi mà mình trộn vào với nhau thì cái màu thứ hai khi mà mình trộn vào nó sẽ lên nhanh hơn, nó sẽ lên rõ hơn. Và bây giờ mình sẽ thử sang một cái cọ blend chẳng hạn. Thì cái cọ blend này thì chẳng hạn như là mình dùng cái liquid blend cho dung dịch thì mình không nghĩ là sẽ thực hiện được trên cái pastel này, thì mình thử xem nha. Ồ, vẫn được này. Thì chứng tỏ là nó sẽ tùy loại cọ, mình đoán vậy. Thì trong pastel chắc là sẽ có một cái phần mà kiểu nó hơi ướt một xíu. Chuyển sang màu nước đi. Đó, sang màu nước thì mọi người cũng có thể blend được nó, tán nó ra được như này. Còn nếu như mà Ben chẳng hạn như là sử dụng cái water blender thì water thì Ben không nghĩ là nó có thể, nước nó sẽ không thể hòa được cả dầu. Và khi mình thử đây, ô được nè, kỳ vậy. Nhưng mà nó không có được đẹp lắm, cho nên mình nghĩ là trong kỹ thuật thông thường thì mình không nghĩ là những cái họa sĩ vẽ sơn dầu họ sẽ dùng nước để họ tán màu ra như này. Nên mình sẽ chuyển thử sang cái liquid nó xem sao. Liquid thì không được mấy luôn nè, tại vì cái phần dầu nó bị khô lại. À, cũng dễ hiểu. Thử wet xem, theo dạng ướt. Ok, theo dạng ướt thì nó cũng đại khái na ná như cả những cái blend kia. Thì nó cũng không có blend được kiểu quá mạnh, thế nhưng mà nó sẽ đủ để cho những cái đoạn mà mình muốn nó mịn. Nhưng mà mình vẫn giữ lại những cái texture, chẳng hạn như là cái phần gồ ghề này thì nó sẽ không blend được mấy. Đó. Còn chuyển sang tẩy thì đó, các bạn vẫn có thể tẩy được bất cứ cái loại cọ nào mà các bạn muốn nên không thành vấn đề. Bây giờ Ben sẽ nói thêm xem là mình có những cái gì khác khi mà ấn vào dấu cộng ở đây. Thì mình có thêm một cái bảng rất là nhiều công cụ khác nhau. Thì chẳng hạn ở đây mình sẽ có layers để quản lý những cái layers của mình. Cái eyedrop mình sẽ sử dụng để chọn cái màu ở trong cái tranh này. Ben không biết hết tất cả nha, thế cho nên là Ben sẽ nói được những cái mà Ben đã từng sử dụng. Move thì là mình sẽ có thể move được các cái mảng màu này, cái layer này. Đó, mọi người thấy không? Cái canvas thì nó vẫn ở nguyên và mình có thể move được cái này. Mình có thể đảo trên dưới trái phải. Và khi mà mình chọn một cái bất kỳ một cái công cụ nào đây thì nó sẽ tự động đặt luôn vào cái thanh toolbar này cho mình, để khi mà sau này họ nghĩ là mình sẽ sử dụng tiếp cho nên là mình có thể access được nó ngay ở đây. Ở đây cũng có thêm tẩy nữa này. Dry, dry thì là chẳng hạn như là hồi nãy nhưng mà Ben có vẽ đó, thì chẳng hạn như là mình vẽ một cái lớp màu nước lên để xong rồi mình muốn pha thêm một cái màu khác thì như hồi nãy Ben có giải thích là nó sẽ bị tràn ra chứ nó sẽ không lên được cái màu thứ hai ngay một cách đậm đậm nhất. Thế cho nên là mình sẽ sử dụng trước khi mình
thêm cái layer thứ hai, cái lớp nước thứ hai vào, thì mình sẽ dùng cái dry này một lần để cho cái phần này nó sẽ khô đi. Sau khi nó đã khô rồi thì mình sẽ add thêm cái màu thứ hai vào thì nó sẽ lên rõ hơn, mình thử nha. Bây giờ Ben sẽ quay trở lại màu nước. Ok, màu nước. Đó, bây giờ mình có màu cam này. Bây giờ Ben chưa dry nó ngay mà sẽ add thêm một cái màu khác luôn. Thì mọi người có thể thấy là nó sẽ bị kiểu không lên ngay được mà sẽ dần 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 lên dần lên dần dần. Còn bây giờ quay trở lại, thử lại là vẫn là màu cam như hồi nãy, lớp đầu tiên nha. Đó, lớp đầu tiên này. Sau đó mình dry một lần. Dry sẽ có cái icon ở đây. Sau khi dry xong, mình chuyển sang cái màu cam, màu đỏ. Và bây giờ mình vẽ lên thì nó đậm hơn ngay từ cái nét bút đầu tiên, chứ nó không như hồi nãy là mình sẽ bị kiểu loang 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 dần ra, loang dần ra phía bên cạnh. Bây giờ cái màu cam là nó đã bị fix nguyên tại chỗ rồi, bây giờ chỉ có màu đỏ đè vào thôi. Đó, mọi người thấy không? Khi mà đè vào đó thì mọi người vẫn có thể thấy là cái màu cam nó ở dưới như ở đây, còn cái màu mới của mình nó bị lan lem ra bên ngoài. Ở đây thì cũng sẽ có những cái mục như là mask hay là alpha lock, thì những cái này thì mình nghĩ nó sẽ giống cả những cái công cụ mask và alpha lock ở bên Procreate mà mình có hay nói với cả mọi người và hướng dẫn mọi người sử dụng trong cái bức tranh của mình đó. Cái shape thì ở đây cũng sẽ có những cái đường thẳng này, vẽ hình tròn này, vẽ hình chữ nhật này, vẽ hình vuông này, vẽ đối xứng này, và adjustment thì có tán mờ này, tăng contrast, tăng độ màu, tăng độ sáng này. Ở dưới đây thì mình sẽ có thay đổi cái size của brush, thay đổi cái độ đậm của brush. Khi mình ấn vào đây, đó thì nó sẽ hiện ra cho mình cái công cụ đó ở một phần nào đó ở trong cái màn hình này, thì đó là tùy theo cái setting của mọi người. Thì cái asset này thì là khi mà mình mở ra thì nó sẽ không cho mình ngay cái giao diện mà mình không thể thay đổi được, như chẳng hạn như là Procreate, mà nó sẽ bắt người dùng xem là cái cách mình vẽ như nào, cái style mình vẽ nó sẽ như nào, thì sau đó mình sẽ adjust cả cái thanh công cụ ở đây và mình sẽ add những cái mà mình cần, chứ nó không show ra hết như là những cái ở trên Procreate. Và ở dưới này thì mọi người vẫn có thể tìm được một cái thanh nữa là cái thanh paper, thì là như cái lúc đầu, thì nếu như mà mình không được ưng với cả cái giấy này thì mình có thể thay đổi nó trong cái quá trình vẽ. Đó, đây là cái texture giấy và màu nó, và những cái texture không hẳn là texture nữa rồi mà nó là cái màu trơn. À, cái này thì nó có hơi có texture, chẳng hạn như là cái giấy thô đó, giấy kẻ caro này, giấy nhám này, giấy lụa này, có rất là nhiều, rất là nhiều. Chứ là mình thấy cảm thấy là so far cho tới bây giờ thì 219 ngàn là quá rẻ cho với cả những cái công dụng mà cái app này nó mang lại cho mình. Và cái công cụ của cái app này thì nó, mình nghĩ là chỉ có vậy thôi à, nó cũng khá là đơn giản, cho nên là mình nghĩ là nếu như mà mọi người cảm thấy hơi lười sử dụng Procreate tại vì nó quá là phức tạp, nó quá là nhiều chức năng, thì mọi người có thể sử dụng cái này, nó ra được rất là nhiều cái hiệu ứng mà mình thấy là đẹp mà nó không bị quá là phức tạp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của Ben, và nếu như mà mọi người thấy cái video này hữu ích thì Ben nghĩ là nó cũng sẽ hữu ích cho các bạn của bạn, thì hãy giúp Ben bằng cách like, comment và share. Và nếu như mà chưa subscribe cho kênh của Ben thì hãy subscribe để không bỏ lỡ những tutorial sắp tới của Ben, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Good luck.